Hello anh em, chào mừng anh em lại tiếp tục trở lại với video của mình phụ tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì đây có ít hàng mới về đây các bạn. Đấy, khui hai cái thùng qua video thì nó rất là bé nhưng ngoài đời thì rất là to các bạn nhá. Đây là một số cái sản phẩm rất là hot, rất nhiều thời gian anh em vừa qua hỏi mình. Đấy, đầu tiên là cái này là cái cốp các bạn này. Cái cốp này. Cốp cốp nước này, rồi là chắc là mình sẽ để cái máy quay mình quay cho mọi người xem nó sẽ hợp lý hơn là mình cầm như này nhỉ. Cầm này thì mình không có tay mình xé cái đồng đô của ra được. Đấy, các bạn đợi mình chút nha để mình sẽ để cái máy quay mình quay cho mọi người xem. Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh của mình phụ tùng ô tô Nhật Đức. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lướt qua cho bạn xem một số mặt hàng mới về các bạn nhá, và một số mặt hàng bổ sung. Đây, cái này là cái cốp đựng đồ các bạn này. Cốp đựng đồ này thì lắp cho toàn bộ dòng xe Hilo, rồi Isuzu, rồi một số dòng xe tàu. Đấy, cái này thì là Hàn Quốc xịn 100% các bạn nhá. Đấy, xịn 100% luôn, nói không với hàng Trung Quốc và nói không với hàng OEM các bạn nhá, hàng xịn mua ít luôn. Đặc biệt là lắp cho Hilo thì là căng đét rồi. Mình đã có rất là nhiều video trên kênh, anh em có thể vào xem lại kênh của mình. Đấy, các bạn lưu ý là các bạn liên hệ cho mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 các bạn nhá. Đấy, còn đây là đèn xi nhan cánh cửa của Hilo này các bạn này. Đấy, xi nhan cánh cửa Hilo nó là mạ chrome, nó chỉ khác mỗi cái các bạn là màu xám cái mạ chrome thôi, còn nó vẫn là chức năng đèn xi nhan bình thường, cắm rắc như zin luôn. Đèn này là đèn của Trung Quốc sản xuất nhá bạn nhá, nhưng mà hàng rất là đẹp. Đấy, tiếp theo chúng ta lại đến sản phẩm tiếp theo, đó chính là cái lắp bình dầu. Đấy, lắp bình dầu của Kia K250, K200, rồi Hyundai Hyundai L25SL, rồi Hyundai, nói chung là dòng tất cả dòng xoáy gen là vừa hết các bạn nhé, hàng xịn sò 100% luôn. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một số lượng hàng mới về các bạn nhé, rất là nhiều hàng luôn. Đấy, mình cập nhật qua cho các bạn nhanh thôi nhé. Đây là cái cốp đựng đồ này của Cauti. Đây, con này thì là lắp cho toàn bộ dòng xe Hyundai cũng như là Hilo, mà đặc biệt là lắp cho Hilo các bạn nhé, rất là xịn sò luôn, hàng xịn chính hãng các bạn nhé, nên các bạn yên tâm về chất lượng hàng, không phải lo lăn tăn về sợ nó có xịn hay không, nó có xứng đáng tầm tiền để các bạn đặt lên cái vị trí xe tiền tỷ của bạn không, thì xin thưa các bạn là nó xứng đáng. Đây, nó là hàng chính hãng Hyundai xịn chứ không phải hàng nhựa gia công của Trung Quốc, cho nên các bạn yên tâm, từ bản lề đến công tắc khóa rất là chuẩn chỉ luôn, dùng đến 15 năm thoải mái các bạn nhé, không bao giờ có tình trạng bạc màu tự lất đâu các bạn ạ. Nhựa rất là ok luôn. Ok anh em nhá, cái này thì khuyến khích anh em Hilo dùng. Đấy, ok anh em. Đấy, cốp đựng đồ Cauti. Sau đó là đèn xi nhan cánh cửa của Hilo. Đấy, xi nhan cánh cửa Hilo này các bạn này. Đó, Hilo, hàng xịn sò của Trung Quốc luôn. Đấy, nó là mạ chrome. Rồi nó là đèn zin luôn, có cả lốt nhựa luôn. Anh em chỉ việc thay thế đèn bình thường theo xe thôi. Nó đẹp hơn các bạn, nó có chrome này. Nhìn nó rất là lổi. Đấy, lắp vừa zin luôn. Tiếp theo đến thì chúng ta đến cái lắp bình dầu. Cái này thì có rất là nhiều đời, nhưng đây là cái mã về của đúng cuộc Kia K250 và K200. Có lắp đậy, hàng xịn sò, chìa khóa có biểu tượng Kia. Ok anh em nhé, quá tuyệt vời luôn đúng không anh em? Anh em mất thì ủng hộ mình. Đấy, còn đây là một trong những cái sản phẩm viết cửa, đó là mã quyền. Nó gọi là một trong những cái sản phẩm mà mình không dám tự hào, nhưng mình là người đầu tiên khai phá ra cái món này, chống rung cửa và chống kêu lọc cọc của cửa. Cách đây tầm khoảng 7 năm trước đến 10 năm trước mình đã làm ra bài này rồi, nhưng ngày đó cái mạng xã hội nó chưa nổi như bây giờ, thế nên là chưa phổ cập được cho mọi người, và đến bây giờ thì mình đã có rất nhiều video trên mạng xã hội được anh em tiếp đón rất là nhiều và ủng hộ rất là nhiều, xử lý 100% tất cả các loại lọc cọc của cửa kêu rung lắc. Đấy, các bạn chỉ việc thay cái kết cửa để vào nhé. Đây gọi là kết cửa hàng xịn mô bít luôn, nó có cái bọc nhựa các bạn, nó làm cho êm và nó cho khít rất là nhiều so với cái bọc sắt hiện tại đang có trên thị trường và trên xe các bạn. Ok anh em nhé, lắp cho vừa dòng xe Hyundai, Isuzu, Hilo, rồi là IZ, rồi một số dòng xe tàu vừa các bạn nhé. Đấy, còn một số dòng xe khác thì mình không đã chưa thử nên ra mình không biết như nào, thì có gì anh em qua gàng tiếp mình. Đấy, đây là 200 cái, ok cho anh em rất là nhiều luôn. Đấy, biển trời luôn. Đấy, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với cái loa check, một trong những cái sản phẩm mà cái loa này nó là làm mưa làm gió và không có hàng về. Đấy, hiện tại đồ Kia bên Hàn Quốc đang cháy hàng. Đây là loa check của K250, K200, hàng nguyên bản xịn sò nhá, thay vào cái tấm nhựa đen bên trong cái cửa các bạn đấy, chứ không phải hàng chế cháo nhá. Đây, xịn sò đây, hãng đem lại 4E00 đây, 4E01 căng đét luôn. Đấy, hôm nay thì về được mấy đôi thôi các bạn, anh em nào mà lấy hàng đặt sớm nhá, loa chép nghe rất hay luôn. Đây là hàng nguyên bản, mình nói lại hàng nguyên bản nhá, không phải hàng vớ va vẩn đâu, không phải hàng lai tạp hay hàng chế cháo trên thị trường đâu. Còn đây là ốp gương của Kia, cái này thì nó quá là phổ thông rồi, mình về gọi là bổ sung hàng theo đơn hàng của mình thôi. Ốp gương Kia đấy, bao gồm là gương chính và gương tròn. Gương tròn này thì mình sẽ phải đổi cho các bạn sang cái mã gương tròn kia thì nó mới vừa. Gương tròn này thì nó cho bọn xe Bongo 3 thôi các bạn nhé. Đấy, xe Kia thì sẽ gương tròn khác. Đây là ốp gương này. Tiếp theo đến thì chúng ta đến với sản phẩm. Đây chính là cái cảm biến điều hòa các bạn nhé. Cảm biến quạt gió đấy các bạn ạ. Trên xe Hyundai HD, toàn bộ dòng xe Hyundai HD thì nó sẽ dùng con cảm biến này. Con này là hàng xịn chính hãng luôn đây các bạn, đây mã đây.
xịn chính hãng 100% luôn. Khi các bạn mà mất cái chức năng quạt gió ấy, nó chỉ là một chế độ quạt gió to đùng ấy, nó là bé đùng ấy, thì nó hỏng con này lâu ngày quá thì bụi bẩn thì là nước nó bám đây nó sẽ hỏng con cảm biến này, để chúng ta phải thay con này. Đấy, cái này thì mình đã có video hướng dẫn thay anh em trên xe rồi. Ok anh em nhé. Như vậy tiếp theo là tay mở cửa trong của Hyundai HD L25SL rồi là 110SL XL. Thì toàn bộ dòng xe đó thì dùng tay mở cửa này, và khuyến cáo anh em là nên dùng hàng xịn chứ đừng mua hàng tàu hoặc hàng vớ vẩn, thì nó rất là, các bạn mua hàng vớ vẩn hay hỏng cái này này, nó làm hỏng cái hộp e-tắc của xe, thì các bạn nên mua hàng xịn nhá. Khi mua thì các bạn nhớ đọc cho mình ở bên lái với bên phụ. Đấy, ok các bạn, tiếp theo nữa là các bạn sẽ đến với cái sản phẩm gương một mặt. Đấy, bên mình thì bán này rất là lâu rồi, đây gương xịn chính hãng luôn, cứ biểu tượng Kia đây các bạn. Anh em giúp mình lưu ý là các bạn có thể cắt đổi gương nhé, các bạn mang gương qua đây cho mình, anh em cắt đổi chứng từ lên xe, hoặc anh em có thể ở xa thì các bạn có thể nhận gương kiểm tra thanh toán, cho đó các bạn cắt đổi cho mình đúng gương các bạn và trừ tiền đi, theo dạng các bạn sẽ đưa tiền cho bên vận chuyển cho người ta trừ tiền đi đó. Ok các bạn nhé, gương một mặt xịn sò luôn. Đó, ok cho anh em hết căng luôn, lắp vừa kít cái nhưng mà xem cái lắm luôn. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ đến với cốt mâm. Đấy, một trong những cái ốp mâm mà mình sẽ, nó sẽ gọi là khá như là gọi là có một chút thương hiệu tên tuổi trên thị trường Việt Nam, thì đây hàng này hàng Việt Nam mình làm đổ, mấy bác Việt Nam làm các bạn nhá. Hàng này là nhựa mềm Việt Nam đổ con này là mâm R16 và R16 trước và R16 sau, thì lắp cho toàn bộ dòng xe Hyundai HD rồi dòng xe Hyundai Hilo rồi là Isuzu, nghĩa là mâm R16. Thì theo đánh giá quan sát của mình thì cái độ sắc sảo như độ đẹp thì nó chỉ được đến 80% thôi, thì các bạn nhìn này nó vẫn có một cái số là gọi là mơ via, gọi là gợn của cái nhựa ấy, nó không được mịn màng như cái đồ Hàn Quốc xịn đâu, nhưng mà thôi là gọi nó gọi là ngon mùa rẻ vì nó có hơn 1 triệu mà 4 bánh và bao gồm cả bát luôn các bạn nhé. Bát của nhà mình thì là nhập là có cả ốc đầu tán luôn đấy các bạn này, ốc đầu tán luôn để bịt khi bắt vào, thì bắt vào nó rất là đẹp chứ còn không phải như một đơn vị khác mà bắt vào eco thường đâu, eco tán luôn nhé, đấy, tán đi lóc luôn đó các bạn thấy không. Cái này ấy, thì mình nói luôn qua video là mình là thằng bán hàng, nhưng mình nói các bạn là mình cũng chọn được sản phẩm để mình bán ra cho anh em, đến tay anh em không để chê được cái nào luôn, vì có thể là các bạn mua trực tiếp qua cửa hàng, có thể anh em ở xa khi mình gửi một món hàng đến các bạn bóc ra thì các bạn biết là mình nói như nào, thì hàng các bạn cầm đúng như thế, hàng này nó là hàng lộn Việt Nam sản xuất đấy, nhưng mà chất lượng của nó thì rất là bền vì nó là nhựa dẻo các bạn, nhựa dẻo, nhưng mà ngược lại cái độ sơn này các bạn này, độ sơn này rồi độ tỉ mỉ thì nó sẽ không được chất lượng đâu, vì các bạn nhìn này nó cũng còn rất là nhiều ráp rô đấy, nhiều ráp rô lắm, mình thấy cái bề mặt sơn của nó vẫn còn gợn cát đấy, đây gợn cát này như ở đây các bạn dùng là xem gợn cát này đấy các bạn thấy không. Thế là mình bán thôi, nhưng mình vẫn phải nói cái sản phẩm nó thực tế là như vậy, không lúc anh em cầm trên tay mà là mẹ ông này tưng bốc qua điện thoại toàn là tưng lên trời, nhưng mà sản phẩm thì chả đâu, nhưng mà mình nói với các bạn là sản phẩm này là mình bán ăn theo thị trường với các bạn nhá, chứ không phải là mình tập trung làm sản phẩm này, có nghĩa là anh em có nhu cầu thì mình mua về mình bán thôi. Chứ còn để mà nói mình không khuyến khích em chơi cái này, còn nếu anh em thích chơi ốp mâm thì một là anh em chơi hẳn ốp mâm xịn của Hyundai, xịn sò luôn, hai là anh em chơi ốp mâm inox thì nó sẽ sắp ra miếng, cái này thì chỉ hơn 1 triệu bộ thì hợp lý túi tiền của anh em, còn nếu anh em chuyển sang dòng cao cấp thì các bạn nên chơi inox này thì nó sẽ đẹp bền và đẹp hơn rất là nhiều, thứ nhất là bền theo thời gian và thứ hai là đẹp đấy, vì nhìn đồ chơi thì nó lên nó đẹp hơn, còn cái đồ mâm này thì anh em gọi là ngon bổ rẻ chơi gọi là theo thời vụ với các bạn nhá. Đấy, cái này chắn thép thì khỏi phải nói rồi, inox dày 1 ly 304 dập máy đấy, đây là chắn bùn, đây là chắn bùn nhất. Còn bên này thì có một số những mặt hàng mới về như kiểu về chân mưa mạng chrome, chân mưa mạng Isuzu NVR rồi là lẹp chân kính của QKR rồi ốp mương của Hyundai D1000, đây là những cái mà nó phổ thông đấy, mình về bổ sung hàng thôi đấy, có gì thì anh em ủng hộ mình nhá, anh em ở xa thì anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Còn nếu anh em ở gần thì anh em chạy qua Phụ Tùng Nhật Đức nhé, các bạn vào đúng cái biển một cái màu vàng này, các bạn ủng hộ mình nhé. Đó các bạn thấy không, nhà mình thì luôn luôn có cái mũi tên chỉ ở cửa hàng đấy, và có một sản phẩm không để thiếu trong thời gian vừa qua mà mình đã quay lên hôm nọ, quay lên chưa có thời gian lắp cho anh em đây, đó chính là cái ốp đèn đấy, bảo hiểm của Kia K50 K200, hàng inox 304 dập máy luôn, inox 1 ly 2 các bạn nhé, dày 1 ly 2, 304 dày 1 ly 2, không pha một tí nào luôn, bảo hành cho các bạn trên 15 luôn các bạn nhé. Đấy, ok cho anh em quá tuyệt luôn các bạn. Đấy, ok quá tuyệt vời luôn. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại và các bạn vào đúng cái phụ tùng giúp mình.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Thì đã quay cho bạn xong xong qua chẳng buồn hết nhá. Mình đào lại cho bạn xem một lượt này. Đấy, vừa rồi thì mình có đọc qua kích thước thì các bạn lưu ý giúp mình nhá, là mình đọc ngang như này này. Ngang này là 60 này. Đấy, còn cao như này là 80 này. Đấy, hoặc là mình đọc là ngang là 40, cao là 40 chẳng hạn, hoặc là ngang là 54, cao là 40 thì các bạn lưu ý là ngang là bề ngang nhá, còn bộ cao là độ cao của chắn bùn. Đấy, ok anh em, có gì anh em qua đây ủng hộ mình nhá. Còn anh em có thể từ xa thì các bạn nhớ liên hệ cho mình theo số 8338 kia các bạn kìa. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá các bạn. Bye bye mọi người. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình đang quay trực tiếp live stream cho các bạn xem qua một số những cái mẫu chắn bùn Thái mới có và cập nhật tại cửa hàng của mình ngày hôm nay. Thì cũng giống như một câu nói các live stream trước mình đã nói với các bạn rồi từ trước đến nay, là đầu tiên các bạn là đây là một trong những cái mẫu live stream đây là mẫu phổ thông các bạn nhá, có nghĩa là nó là kích thước thì nó là theo tiêu chuẩn của Thái, còn về Việt Nam mình thì đa số anh em là toàn bị dương hoặc âm đấy, thì các bạn phải thông cảm. Ví dụ như của Việt Nam mình nó là hay làm là 50 nhưng mà bên Thái là 54, hay Việt Nam mình là 42 còn bên Thái là 40, thì anh em mình lưu ý giúp mình. Đây là chắn bùn Thái đây. Đấy, đây là toàn bộ kích thước và size cũng như là thông số của hàng bên Thái nhập về Việt Nam, thì có rất nhiều hình mẫu. Đấy, đợt này thì mới có cái cập nhật cái mình hình mẫu mới đây các bạn này. Hình này các bạn mới về này. Hình này mới về này, hình trắng trắng này các bạn này, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là hay luôn các bạn nhá. Đây toàn bộ này. Đây mình đang quay cho các bạn xem toàn cảnh luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là tất cả kích thước. Em hai tay bị vướng rồi, cầm điện thoại rồi. Chị đi qua đây này. À, đây các bạn ơi. Đây là toàn cảnh quay cho các bạn xem nhá. Tất cả các mẫu này. Đấy, đầu tiên là hình ba ông già này. Nó là size 60 80, có nghĩa là ngang là 60, cao là 80. Sau đó là hình sâu bít chi lin, nó cũng là ngang là 60 và cao là 80. Còn hình này là hình người máy Spiderman và con quỷ, thì của nó là ngang là 60 và cao là 90 các bạn nhá. Đấy, hiện tại thì mình đang quay toàn cảnh cho các bạn xem chắn bùn Thái kích thước, và tí mình sẽ khui mấy cái thùng hàng ra cho các bạn xem. Đấy, và thứ hai nữa là đây, đến tiếp theo thì chúng ta lại đến hình ông Jumbo. Ông Jumbo này thì cũng là ngang là 60 và cao là 80 các bạn nhá. Hình bé cô gái cũng là ngang và 60 và cao là 80. Hình cô gái thổ dân cũng như vậy các bạn nhé, ngang là 60 và cao là 80. Đấy, hình ba ông cái gì của bên Thái đây mình chả biết được. Cái hình này là ngang 60 và cao 60. Tiếp theo chúng ta lại đến hình 60-60 của Thái Lan, hình ô tô. Đấy, hai hình ô tô, hình ô tô Hilo, hai con Hilo đời cao. Đấy, tượng trưng cho Thái Lan. Đấy, chúng ta tiếp theo đến dòng size. Cái này của nó là ngang, mình quay cái màn hình hơi ngang các bạn thông cảm nhé. Ngang là 54, cao là 40, hình bế cô gái ngược. Đấy, bế cô gái đấy các bạn, lính cứu hỏa bế cô gái. Còn đây là hình bế cô gái theo kiểu 1969, một trong những cái hình mà anh em rất là thích. Đấy, cũng biết là 69 thì nó mang tượng trưng gì mà rất nhiều anh em thích cái hình này. Đấy, tiếp theo chúng ta là đến đây này, cái này là ngang là 54 các bạn, cao là 40 các bạn nhé, 1969. Tiếp theo chúng ta đến hình này là hình ngang là 45, cao là 57, còn mình gọi là 60 đấy, 5 là đèn hậu đằng sau đấy. Đấy, và có thêm hình nữa là hình bế cũng bế cô gái, ngang là 45 và cao là 57. Đấy, còn lên đây thì chúng ta sẽ có mấy hình này như kiểu bế cô gái này là ngang là 40, cao là 40 các bạn nhé, ngang là 40, cao là 40. Đấy, và tiếp theo chúng ta đến hình màu trắng mới về này. Nó là ngang là 40, cao là 40, và hình ở dưới là ngang là 35, cao là 35. Đấy, và hình này đó là cao là 40 và ngang là 40 và dưới cũng là cao là 35 và 35. Đấy, thì toàn bộ cái hình đây là toàn bộ là cái lô này là lô của chắn bùn Thái. Hình này thì có một số hình nó sẽ dập lổi và có một số hình nó sẽ là sơn. Đấy, tùy từng hình các bạn nhá, chứ không phải là hình nào nó cũng dập lổi đâu. Cũng nhiều khi anh em gửi vào cho anh em vào, tại sao anh thấy một số hình dập lổi mà của em không dập lổi. Đấy, thì các bạn thông cảm là ví dụ như hình trắng này là nó là sơn này. Còn cái sơn này nó có bay màu hay không, nó có bị bạc hay không thì xin thưa các bạn là không bao giờ bị bạc màu nhá. Đây là cao su đúc, trông nó rất là đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ là khó đất, vì quá trình mình đã bán rất là lâu năm rồi. Đấy, anh em bên trong Nam rồi những idol của Việt Nam đã chơi cái này rất là lâu rồi. Đấy, thế nên là chúng ta khỏi cần phải bán chất lượng nữa. Chỉ bán chất lượng là đây là Thái xịn chứ không phải là hàng lộ của Việt Nam đổ hay là Trung Quốc đổ. Đấy, đây là cao su đúc nguyên khối các bạn nhé, cao su đúc nguyên khối của Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam. Đấy, đây là toàn cảnh cái chi tiết cái chắn bùn. Đấy,
anh em nào mà ráp vào xe nào đấy mà nó bị hơi to một hơi bé một chút thì các bạn thông cảm là phải cắt, nhiều khi phải cắt đi đấy chứ không phải là cứ thế ráp vào được đâu đấy. Không, nhiều anh em này hỏi là tại sao chắn bùn nó lệch lỗ của Việt Nam, thì xin thưa các bạn ở đây là hàng Thái nhập về Việt Nam thì nó sẽ bị lệch những cái lỗ mà các bạn hình dung, thì các bạn phải khoan lại và các bạn sẽ cắt lại, cắt đi để cho nó vừa với cái chắn bùn của anh em mình. Cái chắn bùn inox nhà mình có rất là nhiều đấy, rất là nhiều chắn bùn luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Đấy, hiện tại thì đang quay live cho các bạn xem toàn cảnh đây. Đây lại quay cho các bạn xem một vòng nữa các bạn nhá, để các bạn sẽ hình dung ra là theo chiều dọc nhá, anh em sẽ đi theo chiều dọc vào cho các bạn hình dung đấy, các bạn thấy không, đây toàn bộ chắn bùn và hình này. Đấy, hiện tại là thời gian này là nó rơi vào tháng 7 thì là mình có những hình này, thì sau tầm khoảng 10 đến 15 ngày thì lại bán và nhập được mẫu mới, thì nó sẽ thay đổi liên tục theo cái xu hướng và nhu cầu của anh em. Thế nên ra là mình cứ có những mẫu mới về là mình sẽ úp lên, anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ mình. Các bạn lưu ý là nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại di động và Zalo là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 02438614426, và các bạn vào tất cả các trang social nhà mình đều có hai số điện thoại đó thì các bạn hãy tin tưởng. Còn ngoài ra đó thì không dùng bất kỳ số điện thoại số 3 các bạn nhé, sợ là các bạn bị lừa đảo đấy. Thì các bạn lưu ý giúp mình nhá, anh em lưu ý giúp mình. Đấy, thì các bạn, mình đang quay cho các bạn toàn cảnh xem qua cửa hàng đây. Đó, ok cho anh em. Đấy, mình sẽ xin phép là mình dám lên sẽ buồn tí nha các bạn nhá, để cho các bạn lướt qua cho các bạn xem qua cho nó theo đúng với chiều dọc. Đấy, ok cho anh em. Đấy, rất là nhiều chẳng buồn luôn. Không thì đã quay cho bạn xong xong qua chẳng buồn hết nhé. Mình đào lại cho bạn xem một lượt này. Đấy, vừa rồi thì mình có đọc qua kích thước, thì các bạn lưu ý giúp mình nhé, là mình đọc ngang như này, ngang này là 60 này, đấy, còn cao như này là 80 này, đấy, hoặc là mình đọc là ngang là 40, cao là 40 chẳng hạn, hoặc là ngang là 54, cao là 40, thì các bạn lưu ý là ngang là bề ngang nhé, còn bộ cao là độ cao của chắn bùn. Đấy, ok anh em, có gì anh em qua đây ủng hộ mình nhé. Còn anh em có thể từ xa thì các bạn nhớ liên hệ cho mình theo số 8338 kia các bạn kìa. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé các bạn. Bye bye mọi người.